Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh của Hàng Tuấn Điện Máy ha. Thì hôm nay có máy hàng siêu lúc vừa về. Thì hôm nay mình sẽ lên clip gửi tới anh em xem ha. Thì ở đây anh em xem thấy nè. Ở bên này mình có đồ vô nè. Đó, khoan vít Milky bu lông. Đó, hàng lướt, hàng mới có đầy đủ ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên cho anh em xem ha. Thì trước mắt có Milky 2904. Đó, quá ok anh em ha. Máy còn rất là đẹp ha. Đẹp, siêu đẹp luôn. Cực kỳ luôn, cực kỳ nét luôn. Đó, có pin, có sạc đầy đủ nha anh em. Anh em nào cần thì anh em có thể liên hệ mình. Đó, lấy cả combo hay là anh em lấy lẻ cũng có sẵn cho anh em luôn. Rồi, con này pin sạc đó, nếu mà hàng lướt thì nó chỉ đầu 4 thôi anh em. Đầu 4 thôi. Máy pin sạc đầu 4 thôi. Hơn những hơn 4 triệu một tí. Đó, pin 5A sạc, sạc mới luôn. Đó, máy thì con này thì lực khá là khỏe rồi, 158 N. Đó, động cơ không chổi than, có chức năng anti kickback đầy đủ luôn. Rồi, tiếp theo ở bên này mình có vít nè. Vít đây, mã vít này là 3650. 3650 ha. Con này thì đang hết pin. Test cái cục pin này cho anh em xem. Rồi. 3650. Đó, một cây vít giá siêu là rẻ luôn, một combo của nó máy pin sạc tặng cho anh em cả túi luôn, chỉ có 2,7 triệu thôi. Anh em nào muốn trả góp thì anh em chỉ cần trả một nửa thôi là anh em có thể nhận máy rồi, quá ngon luôn. Còn này anh em đi bắn thạch cao nè, anh em làm bắn tô cũng rất là ok. Rồi, đây là cái vít phân khúc tầm thấp, tiếp theo là cây vít tầm cao nè. Tầm cao thì mình có 2953 đó. Cò của nó khá là mượt anh em. Đó, 2953 Yuki. Con này lực của nó là 226 N. Ok. Đó, quá ngon luôn. Rồi, vít nè. Vít Yuki M12. Đó, hàng siêu lướt cũng khá rẻ luôn. Siêu lướt ha. Còn có một cây ha, giá 1,4 triệu. Rồi, cây khoan nữa, giá cũng 1,4 triệu luôn, siêu lướt ha. Cũng còn có một cây cuối thôi. Rồi, tiếp theo đèn anh em ha. Đây, đèn, đèn này thì giá nó chỉ có 600 thôi. Đèn mới luôn. Đó, đèn mới ha. Quá là ok luôn. Đèn mới 600. Đó, anh em nào lấy thì anh em có thể là mua, anh em muốn góp thì anh em chỉ cần trả trước 300 thôi, còn 300 anh em trả sau. Rồi tiếp theo khoan 2904 nè. 2804 nha anh em. Hàng siêu lướt. Đó, con này về cho anh em đi thuốc lỗi, bắn tôn này kia đầy đủ. Ok luôn. Đó, chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu nha anh em. Quá rẻ luôn, hàng 99%. Máy đầy đủ chức năng nè. Hai cấp số nè, ba chức năng. Đó, bắt vít đầy đủ luôn. Đầu kẹp 13 ly. Đó, ngắt lực điện tử nha. Những dòng này ngắt lực điện tử nè anh em thấy không? Mình bắn vít nó ngắt lực điện tử. Đó, đủ lực tự động nó sẽ ngắt. Đó. Về được mấy cây nha anh em. 2804 về được mấy cây. Rồi, tiếp theo bu lông. Bu lông nè, bu lông 2767 nè. Đó, thằng máy nó cũng chỉ có hơn 2 triệu tí à. Hàng siêu lướt, siêu đẹp luôn. Anh em thấy không? Hàng đẹp không? Đầu còn chưa có một vết bắn nữa. Anh em nhìn nè. Chưa có vật bắn nha, để ngồi thì nó hơi tan một tí thôi chứ chưa có. Đó, máy pin sạc thì nó đâu đó tầm khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu tùy anh em. Đó, rồi có thêm một cây bàn tư nè. Đó, bàn tư bữa giờ có nhiều anh em hỏi nè, anh em thấy đẹp không? 99% luôn, chưa có một vật bắn nè. Có chức năng quanh cây đầy đủ ha. Đó, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó. Quá đẹp. Đó, đây là 3 chức năng ha. Rồi, có máy hút chân không luôn, máy hút chân không giá nó chỉ có 7 triệu hơn à. Rồi, hút chân không nha. Hàng 99%. Đó, rồi có cả bu lông 2967 luôn. Hàng từ Mỹ về, hàng mới luôn. Siêu rẻ anh em.
rồi có cả bu lông loại lớn một in luôn. Đó, bu lông lớn một in ha, bu lông lớn một in. Đây cho anh em xem, bu lông lớn một in ha. Đó. Rồi có bu lông cốt ngắn một in loại to nữa ha. Đó, con này chuyên dành cho anh em nào làm xe công á, container thì anh em sử dụng con đó rất là ok. Rồi hiện tại mình đang có như vậy, có bên này có đồ vơ nè, đồ vơ đó, như con này có cây 850 nè, hàng siêu lướt nè, giá cho anh em 1,5 triệu ha, siêu lướt pin nè. Đó, pin này bán cho anh em siêu lướt luôn, pin này bán cho anh em 500 thôi, pin siêu lướt ha. Rồi 999 nè, DCD 99 nè. Đó, hàng siêu lướt 2,5 triệu. Pin LED volt sản xuất tại Mexico. Đó, pin cũng siêu lướt luôn. Giá cho anh em 1,9 triệu ha. Đó, rồi, có mới có cũ đầy đủ anh em ha. Rồi, thì anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ và mình có hỗ trợ trả góp cho anh em đầy đủ luôn. Ok, chào tất cả mọi người nha.